Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Ngày đầu năm mới, ngày 1 tháng 1 năm 2021. Hôm nay là Tết Tây. Cả nhà có đi đâu chơi không nào? Như nghe mà thì ở nhà review vườn bông trang, bán bông trang. Đây là cái lô bông trang Mỹ Hồng tại vườn. Hiện tại thì lô trang này đang nở rộ hoa. Này cả nhà xem, hoa nở rộ hết rồi. Một màu hồng rất là tươi. Do bị chói nắng cả nhà. Đây em che tay lại thì là cái màu đúng của cái hoa. Cái cây như thế này còn nhỏ xíu mà đã cho hoa rồi. Thì cái thân cây nuôi cái bông hoa này rất là mắc sức luôn. Nhưng mà do là em để hoa như vậy để lên video, cho video được nổi bật và sáng cái bông. Chứ sau cái video này em sẽ cắt cái hoa này, cắt tỉa đi để cho cây đỡ mất sức phải nuôi cái bông. Đây như cái bông này cả nhà thấy nè, ảnh là búp và hay thương. Hoàn toàn đây là cây con. Như cây này là chưa có bông. Mấy cây nhỏ bên đây thì chưa có bông. Wow, cái bông này thấy thương quá cả nhà. Đây, cái bông màu rất là tươi. Wow, cái bông này nhỏ xíu nè. Phải che lại mới thấy rõ cái màu của cái bông. Phía ở trong đó nữa kìa cả nhà. Rồi em đi xích lại phía đằng này. Cái lô đằng này thì chưa có hoa. Ở phía này là hồng phấn mà. Ở phía bên đây là hồng phấn lá trung rồi cả nhà ơi. Mấy anh này là hồng phấn. Cái này là hồng phấn lá trung. Hồng phấn. Qua ở em có cây sen tàu nè. Cây sen tàu đang ra hoa rất là đẹp luôn. Đây là cây sen tàu. Đây là cái hoa của cây sen tàu. Cây sen tàu mình chấm đèn cũng rất là hay. À, cái bông. Đi vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua phía bên đây. Em qua phía bên đây cho cả nhà xem nha. Phía đằng này thì bông tím sen. Tím sen trạng thái tím sen nó nhỏ nè. Nó trùng. Đây là bông màu trắng. Bông lá trung màu trắng. Bông lá trung màu trắng. Có cái anh cây vàng nghệ này ảnh lớn quá. Em sẽ lôi ảnh ra đây. Để quay phim cho dễ. Đây. Đây là cái cây trang vàng nghệ thân một cốt.
một màu vàng ghẻ rất là đẹp. Chụp làm thumbnail. Nhìn cái màu vàng nhẹ này mà mình zoom lại gần rất là giống hoa mai luôn. Trưng cái bông mai trang vàng ghẻ này trong nhà ngày Tết cũng rất là đẹp. Nhìn y chang bông mai luôn. Đó. Thân một cốt. Đây cả nhà nhìn cái cốt ở dưới nè. Đó, một cốt. Rồi cái anh bên đây là màu cam. Anh này màu cam. Cả nhà mình xem màu tắc cam rất là tươi luôn, màu cam lá nhỏ. Bên đây là mấy cây lá hẹ. Trên hẹ nè cả nhà. Rất rất là to luôn này. Trên lá hẹ. Em chụp hình. Chụp hình cái trang lá hẹ. Phía bên đây coi mấy cây trang mỹ hồng, cái lô bên đây đây là cái lô mỹ hồng bên đây của em, cây khá là cao rồi. Rồi. Video cũng khá là dài rồi. Thì bây giờ kênh YouTube Học Chuyện Kim Trang của em xin cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã luôn quan tâm theo dõi kênh YouTube ủng hộ. Thì nhân dịp năm mới Tết Tây, kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe và có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ, ấm áp bên người thân, gia đình, và có một năm mới khởi đầu thật là thuận lợi, thành công và sự như ý. Một lần nữa em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.